Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chứng minh. Kính thưa đại chúng hiện diện tại chương trình cao đẳng Phật học Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc cũng như tất cả các vị đang online. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái bài rất là quan trọng ở trong kiến thức tu tập. Đó là đặc trưng của trung hữu. Đặc trưng của trung hữu. Trung hữu có hết thảy 9 đặc trưng. Có thể hôm nay chúng ta tìm hiểu 7 đặc trưng thôi. Chúng ta lần sau sẽ tìm hiểu 2 đặc trưng cuối. Vì như thế giúp cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Đặc trưng đầu tiên của trung hữu được nhắc đến đó là khả năng nhìn thấy. Thì thưa quý vị, chúng ta hãy nên thông qua 8 câu kệ trước để chúng ta có khái niệm. Đó là đồng loại tịnh thiên nhãn nghiệp thông nhanh đủ căn vô đối không dịch chuyển ân hương không trụ lâu điên đảo rủi theo dục thấp hóa theo hương xứ trời quay lên ba quay ngang địa ngục đầu quay xuống. Bài kệ này tóm tắt rất là khúc chiết, rất là ngắn gọn những đặc trưng của trung hữu. Nhớ nhiều mệt chúng ta có thể thuộc lòng bài kệ này, rồi dựa ở trên những cái chỉ dẫn ở trong bài kệ đó mà chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ không cần phải nhớ nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu đặc trưng đầu tiên, đó là khả năng nhìn thấy của trung hữu. Theo các nhà luận sư, các ngài nói rằng là trung hữu cùng loại thì nhìn thấy nhau. Trung hữu cùng loại thì nhìn thấy nhau. Chẳng hạn như một con người vừa mới mạng chung mà người ấy có nghiệp bản hữu, tức là trong đời sống hàng ngày họ thọ trì năm giới và có nghiệp tái sanh làm người, thì lúc bây giờ trung hữu như con người sẽ xuất hiện. Và tương tự cũng vậy, nếu như có người nào đó cũng chết đi và cũng có nghiệp nhân tái sanh làm người, thế là trung hữu của con người cũng xuất hiện. Hai trung hữu này có khả năng nhận thấy nhau, cho nên chúng ta nói rằng là trung hữu cùng loại thì nhìn thấy nhau. Nhưng mà trường hợp trung hữu khác loại thì có nhìn thấy hay không? Chúng ta biết rằng trung hữu khác loại á, là cái loại cao sẽ nhìn thấy cái loại ít phước hơn. Loại cao là chỉ cho cái loại nhiều phước. Chẳng hạn như tính ở đây là tính dựa theo các cái tầng bậc thiền định. Tầng bậc thiền định. Chẳng hạn như là trung hữu chư thiên thì khác phước nhiều hơn là trung hữu của địa ngục, cho nên trung hữu chư thiên có khả năng nhìn thấy trung hữu đọa địa ngục, nhưng ngược lại trung hữu đọa địa ngục không thể nhìn thấy trung hữu của chư thiên. Đây là những điểm mà chúng ta cần phải nhận thức phân biệt rõ ràng. Tại sao nó nhìn thấy? Vấn đề này căn bản vẫn tập trung ở trong phước báo và định lực. Tại vì có định lực cho nên trí tuệ của nó nhiều hơn và cái năng lực của nó tốt hơn, do vậy nó có thể nhìn thấy được. Còn cái trung hữu của cảnh giới thấp hơn thì nó bị ảnh hưởng thấp hơn, cho nên nó không nhìn thấy những cái sự siêu việt. Chẳng hạn như bây giờ ngay lúc này cũng có thể tại Bồ Đề Phật Quốc có nhiều Long Thiên Bát Bộ hộ pháp thiên thần họ gia trì cho cái lớp học chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang học Phật và các ngài có đại nguyện là hộ trì tất cả những hành giả tu học Phật Pháp. Cho nên biết đâu ở đây cũng có những người ấn hình họ luôn gia trì chúng ta thì sao? Nhưng mà chúng ta vì cái năng lực vọng tướng, vì nhiều nghiệp lực chi phối, thành ra chúng ta không nhìn thấy họ. Nhưng họ thì họ trong cái phước lực, định lực siêu hơn, họ có thể nhìn thấy chúng ta. Những điều này chúng ta thấy dễ hiểu phải không? Không có gì khó khăn trong chỗ này. Chỉ có một điều rằng là ở trong trường hợp nào
mà chúng ta có thể nhìn thấy được trung hữu nếu như người đó là người. Vậy thì nếu như muốn nhìn thấy trung hữu, chúng ta phải loại trừ những cái chướng ngại khiến cho chúng ta không nhìn thấy trung hữu. Những chướng ngại khiến chúng ta không nhìn thấy trung hữu đó là gì? Đó là cái lòng nghi hoặc. Tại sao? Bởi vì tâm nghi hoặc là cái tâm nó cứ nhảy đông nhảy tây, nó tìm kiếm cái này tìm kiếm cái kia, nó đặt câu hỏi này đặt câu hỏi nọ, cái tâm nghi không thể nào nhìn thấy trung hữu. Tham sân si mạn nghi, nghi người nào chứa trong lòng cái nghi chắc chắn không bao giờ họ thấy trung hữu. Thứ hai là không tác ý. Như vậy thì rõ ràng một người bình thường không có dụng cái ý muốn thấy trung hữu thì chắc chắn người đó cũng không thể thấy trung hữu. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như hôm đó Đức Thế Tôn rời khỏi thế giới Ta Bà, ngài lên cung trời Đâu Lợi. Nhưng mà các vị biết rằng lúc đó là các vị hành giả, nhất là tôn giả A Na Luật, cũng sử dụng hết năng lực thiên nhãn của mình để tìm kiếm Thế Tôn ở trong ba cõi. Và năng lực thiên nhãn của tôn giả A Na Luật thì có thể nhìn thấy ở con kiến ở một cái quốc độ khác, chứ đừng nói chi là cái gì mà quan ba mắt được thiên nhãn của ngài. Nhưng mà bằng thần lực siêu việt, Thế Tôn đã ngăn chặn tất cả cái thấy của chúng hữu tình cũng như là cái thấy của các vị thinh văn, thành ra không ai biết Thế Tôn ở đâu. Tại sao Thế Tôn dụng ý điều này để chi? Để cảnh giác cho thế gian biết rằng khi không còn Phật nữa thì vấn đề sẽ như thế nào. Cho nên mọi người hãy cùng nhau tinh tấn tu tập, chứ đừng ý lại. Đó là một điểm mà Thế Tôn đã khéo giáo hóa. Nhưng cái khía cạnh quan trọng ở chỗ chúng ta đề cập ở đây, đó là tôn giả A Na Luật phải dụng cái ý khởi niệm thi triển thần lực thiên nhãn, thì lúc bây giờ thiên nhãn mới phát huy. Cũng giống như là tôn giả Mục Kiền Liên bị ngoại đạo quấn chết, thì lúc đó có người nói ngài thần thông đệ nhất, tại sao bị ngoại đạo quấn chết? Người nói rằng là nó bất ngờ quá, chữ thần chưa nhớ làm sao nhớ chữ thông. Cho nên rõ ràng ngay cả thần thông đi nữa cũng phải dụng ý. Giờ thì ở đây rõ ràng là không tác ý, tức là không phát huy được. Thành ra các ngài cũng ôm bình bát đi khất thực bình thường như chúng ta, chứng mà tâm các ngài nó cực kỳ thanh tịnh, không có bị những cái tham sân si nó làm vẩn đục mà thôi. Nhưng mà tất cả biểu hiện diệu dụng siêu việt của các vị thánh đều phải có sự dụng ý. Còn nếu như không dụng ý, tức là không tác ý, thì nó cũng như bình thường, không thể nào thi triển thần lực. Hiểu không này? Thành ra đây là một điểm chúng ta cần phải nhớ. Rồi, tiếp theo điểm thứ ba, đó là thân thô trọng. Thân thô trọng là cái thân nó nặng nề, đi địch bịch bịch, rồi nằm rầm xuống, lúc nào cũng mệt mỏi chán nản. Thành ra các vị người xưa, có những người họ không có biết Phật pháp mà họ tu theo cách đạo tiên, họ cũng có thể phát huy được thiên nhãn. Mặc dù nó không phải là cái quả giải thoát, nhưng mà thiên nhãn là một năng lực do công phu tu tập. Cho nên họ vận khí, chẳng hạn như là khí công, họ vận khí, họ đưa khí xuống đan điền, rồi họ tìm cách dùng cái ý chí của mình để loại trừ những trược khí ra. Họ nghĩ rằng từ cái rốn trở xuống là âm khí, từ rốn trở lên là dương khí. Cho nên dùng ý chí loại trừ cái khí ra khối. Cái khối thì họ có thể phi hành tự tại. Và ăn uống hàng ngày thì họ sử dụng những cái thực phẩm rất là tinh khiết, chẳng hạn như là rau trái, hoặc là những cái thực phẩm hương hoa tinh khiết, không sử dụng những cái thứ thô trược chướng ngại cho thân tâm của họ. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người xưa họ thường ăn lá cây, uống nước suối, họ sống cái cảnh giống như là thanh bần của tiên nhân đạo cốt. Thì chúng ta thấy họ sống một đời sống như vậy, họ cũng phát huy được năng lực siêu việt. Như vậy thì ở đây á, đó là trừ cái chướng ngại của thân thô trọng, mà chúng ta biết rằng cái thân mà nó nhẹ nhàng thì họ có thể phi hành tự tại được. Còn cái thân nó thô quá, nhảy lên rất bịch chuông. Tiếp theo nữa, đặc điểm thứ nữa là hôn trầm thủy miên, tức là cái trạng thái mà cái tâm nó không có linh lợi, nó chỉ muốn nghỉ thôi, muốn ngủ thôi. Trạng thái này á, thì trạng thái làm sao phát huy được thiên nhãn? Thiên nhãn là một loại trí tuệ hết sức là nhạy, là biến. Thành ra không có ai mà
trong tâm không muốn suy nghĩ, nghĩ cái gì là mệt, nhớ cái gì là mệt, chỉ muốn là, ngay cả tu tập cũng vậy, nó xin lỗi các vị, hay tìm những cái pháp môn nào mà nó dở tu, nó nhẹ nhàng, để cho mình thấy thoải mái. Với những cái trí não như thế này thì làm sao mà giác ngộ được? Tại vì cứ nói rằng mình lớn rồi mình học, nó không nhớ. Ai bảo mình nhớ? Mình đừng nhớ cho mà ít nhất mình sử dụng cái khả năng kinh nghiệm của mình để mình thấu hiểu chứ. Mình hiểu chứ. Mình đọc chữ mình hiểu được. Chẳng qua nó không nhớ lâu thôi. Nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được. Cái sự thông suốt là quan trọng hơn. Nhớ nhiều mà không thông suốt thì nhớ làm gì? Đồng ý. Nhớ nhiều nó hỗ trợ cho sự thông suốt. Nhưng mà chưa hẳn gì nó hỗ trợ tốt đâu. Nó không khéo. Nó biến thành sự chấp trước nữa. Như vậy thì nên là chúng ta thấy rõ. Tức là cái tâm nó linh lợi, nó nhanh chóng, nó nhạy bén, thì đây là một trạng thái diệt trừ hôn trầm thị miên. Thành ra sáng trưa chiều tối, trong cái sự tinh toán công phu tu tập, thì tâm trí người ta rất là sắc sảo. Tất cả những cái vị thiền sư mà tu tập tinh toán các ngài thường rất sắc sảo trong khối óc. Già rồi nhưng mà ăn nói từng câu từng chữ từng lời. Ngày xưa chẳng hạn như giờ thầy năm đó ông Tân Thống Huyền Quang, ngài tới 80 mấy gần 90 tuổi, mà khi ngài có thói quen là khi ngài nói cho ai cái gì là ngài đứng, chứ ngài không có ngồi. Đỡ cái bàn ngài cũng đứng, và ngài nói đứng nói nó trân trọng. Và lúc đó ngài nói là học giỏi chưa có đủ, riêng tu chưa có đủ, chỉ có phải có lý tưởng nữa nó mới đủ. Tức là người học giỏi thì học giỏi thôi, nhưng anh không có một cái lý tưởng hẳn hoi trong cuộc sống tu hành thì không khéo cái học giỏi đó nó biến thành một công cụ phụng sự cho ma vương. Còn là siêng tu thì sửa cho cá nhân của mình thì cũng tự lợi mà thôi, mà quên mất đi là cộng đồng tha nhân đang chịu bao nhiêu thứ là tha oán khổ đau. Như vậy thì chưa có đủ, phải là phải có một lý tưởng. Như vậy thì vấn đề lý tưởng là lý tưởng gì, mình hãy tự xác định cho đời sống của mình. Như vậy thì chúng ta thấy những vị lớn tuổi họ vẫn có những cái nhận thức và họ phân tích, họ nói rất là rõ ràng như vậy. Thành ra chúng ta đừng nghĩ rằng là già lưu lẫn do tâm chúng ta quá chấp trước và an hướng ngủ nghỉ, cho nên nó càng ngày đi vào chỗ chậm lục. Chứ còn nếu như chúng ta rèn luyện nó thì thực sự mà nói về khoa học, ở trong tế bào thần kinh nó không có già. Trong tế bào thần kinh là nó sinh ra liên tục. Nó là một tế bào non. Nếu như mà tế bào nó già như tế bào ngồi da nó nhân lại thì cái lẽ này mình không suy nghĩ nổi nữa. Tế bào thần kinh nó luôn luôn là trễ, nó luôn là non, chẳng qua là do cái sự chấp trước của chúng ta. Thành ra chúng ta đừng nghĩ rằng mình già, mình nghĩ như vậy nó phi khoa học mà nó phi cái sự tu hành. Cho nên rõ ràng ở đây nhé, là tâm hôn trầm thị miên muốn khắc phục đó là học pháp và quán pháp, nó tạo ra cái năng lực là trừ đi hôn trầm thị miên. Tiếp tục nữa, trạo cứ tức là cái tâm linh sang cái này, linh sang cái kia, không đứng yên. Trạng thái này giống như con ngựa trong chuồng nhốt lại rồi không chạy được, nhưng mà cũng cứ lúc lách không yên. Hoặc là như con voi vậy đó, không có băng chè, cứ đứng cứ nhúc nhích như vậy đó. Thành ra cái tâm của mình cũng vậy, ngay cả khi ngồi thiền, ngồi im đó, hít thở phiêu, tưởng chừng những bất động, nhưng trong đó rong chơi ba cõi. Thành ra chúng ta thấy rằng là phải ở yên một chỗ. Nếu như mà cái tâm trạo cứ như vậy thì làm sao mà phát huy được thần thông, sao mà có thiên nhãn được. Và tiếp theo nữa, phát cần tinh tấn quá mức. Tức là gì? Tức là chúng ta đột nhiên hôm đó mình tự nhiên mình siêng năng quá, mình siêng năng đột ngột. Trước đó mình làm biến nhớ cốt như ma trời, nhưng mà bây giờ đã tự nhiên sau ngày đó nó siêng vô cùng, quét nhà, quét cửa, leo chùi, lúc nào cũng vui vẻ, cái gì cũng làm. Cái trạng thái này gọi là gì? Là phát cần tinh tấn quá mức. Hoặc là có ngày đó, bây giờ mình tu đi, hôm nay quyết định mình tu, mình lấy Phật một bữa tới sau, mình lấy 1000 lạy, thôi tối chừng tay nó bại sụi. Như vậy thì cái trạng thái đó làm sao mà phát huy được thiên nhãn? Cho nên á, cái trạng thái phát cần tinh tấn quá mức đó, nó là một cái trạng thái ngược lại với một cái dạng như dây đàn á, mà nó kinh thánh quá, ngược lại với cái trạng thái chung của nó, thì không thể nào tạo ra cái âm hưởng hay được. Tiếp theo nữa thưa quý vị, trạng thái hoan hỷ quá mức, tức là ở trạng thái mà người ta vui quá, hoan hỷ quá, trạng thái này thì cũng không thể phát sinh được thiên nhãn. Rồi, trạng thái nữa là trạng thái khiếp sợ, tức là hù hết hồn. Trạng thái này thì làm sao mà thiên nhãn, phải không?
Cho nên đây là những trạng thái dở hiếu. Trạng thái tiếp theo là trạng thái tư lự quá mức trong các đối tượng. Ý nói là gì? Là tập trung tư tưởng sâu vào ở trong một cái cảnh giới tu hành, thì nó tạo ra một cái định, định này là định chết, cho nên nó không phát huy được năng lực trí tuệ thiên nhãn. Như vậy thì thưa quý vị, đó là những cái trường hợp mà nếu như chúng ta loại trừ ra khỏi tâm của mình thì bắt đầu thiên nhãn phát sinh. Cho nên có khi trong một ngày mình không có, nhưng mà có ngày, có hồi mình có. Ví dụ như cái ngày nào đó vô tình đi vào những trạng thái rất là trung dung, mà vô tình ở trong trạng thái đó tâm đã loại trừ chín cái đặc trưng này, chín đặc trưng này căn bản đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phát huy được cái tác dụng. Điều này á, thầy thưa quý vị, có lần thầy cảm nhận được rồi, chứ không phải rằng nó không có kinh nghiệm. Lúc còn ở Việt Nam, hồi đó sáng sớm 2 giờ rưỡi thì tự nhiên thấy có mấy Phật tử ở quê, ở miền quê, họ đi chợ. 2 giờ rưỡi họ đi rồi, đi bộ xa lắm, 5 cây số đi bộ. 2 giờ rưỡi họ đi rồi, họ đi tới 3 rưỡi 4 giờ là người ta nhóm chợ, người ta buôn bán gì đó. Cái thấy mấy người họ đi, ủa sao lạ, mình nằm nhắm mắt mà mình thấy người ta đi rồi. Thế thì còn nghe họ nói nữa. Bắt đầu thầy ngạc nhiên quá, cái thầy mới lấy điện thoại gọi thử xem. Thì gọi lên là thấy họ đang đứng, họ cũng vừa đi họ nói chuyện với mình. Điện thoại nói, mấy cô phải câu vừa rồi mới nói chuyện đấy không? Bây giờ sao thầy biết hay vậy? Thì nói thầy biết thôi. Thế là lúc đó muốn trách nhiệm xem thứ là tại sao nó có cái hiện tượng lạ ở trong cái biết của mình. Thành ra trạng thái nào là bất chợt mình là có được chút thiên nhãn lúc đó, nhưng sau đó mệt quá quên hết. Như vậy thì cái trạng thái nào là con người chúng ta vô tình nó cũng có. Nếu như chúng ta tinh tấn thực hiện một cái hành trình tu tập thì nó trạng thái nào là nó cảm nhận được, chứ chưa phải là một trạng thái chứng đắc. Thường thường chứng đắc là nó thành tựu, nó không rơi xuống, nhưng mà tính thoáng mình có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Rồi có một trường hợp mà chúng ta cần phải nhớ, có những người ra đời họ có cái đôi mắt tịnh, họ có đôi mắt tịnh, tức là họ cũng có thiên nhãn nghe, nhưng mà cái người ra đời không có công năng tu tập, họ chưa phát huy được sự tu tập. Mặc dù họ có thiên nhãn nhưng cái sức thiên nhãn của họ không thể nhìn thấy trung âm. Thành ra có một hai người nói rằng tôi có cái đôi mắt nhìn thấy các cái loại đó là đều nói dối, không đúng sự thật. Tất cả trung hữu phải bằng sự tu tập mới nhìn thấy nó. Còn mặc dù có người họ có cái phước thiên nhãn, họ ra đời họ có thiên nhãn rồi, họ có thể thấy chuyện này chuyện kia, nhưng mà riêng trung hữu họ không bao giờ thấy. Tại sao? Bởi vì cái thân trung hữu là cái thân trong suốt. Thân trong suốt này chỉ có đạo tâm cực tịnh thì lúc đó mới có thể thấy được nó. Nhớ nghe, ai đó mà nói cái cô đó bà kia tự nhiên có một cái năng lực có thể nhìn thấy cái người chết, hay là cái oan hồn, hay là người đi theo, bám đi theo, là cái đó là dối ra, không đúng pháp. Tại sao? Bởi vì cái thân nó là trong suốt. Cho nên chỉ có những người tu, họ tu họ loại trừ tâm họ ra khối chính cái điều mà thầy nói vừa rồi, thì lúc đó năng lực thiên nhãn bắt đầu mới phát sinh. Và năng lực thiên nhãn do tu hành mới có thể nhìn thấy được thân trung hữu. Nhưng mà cái năng lực thiên nhãn không do tu hành không thể thấy trung hữu. Ghi nhớ như vậy là được. Được chưa hả? Ai muốn thấy trung hữu thì cứ tiếp tục loại chính cái yếu tố vừa rồi, chướng ngại đó ra khỏi tâm của mình là mình sẽ thành tựu được. Ở trong chú thích này nói tới 11 điều tai hại, nhưng mà trong cái chiêm nghiệm thì chúng ta thấy cái sự phân tích của nó là có hai, có khi hai điều ở trong một. Thành ra chúng ta chỉ cần ghi nhớ chính là đủ. Rồi, như vậy thưa quý vị, chúng ta hiểu rằng về mặt khả năng nhìn thấy trung hữu của mình, rồi trung hữu này, thấy trung hữu kia, thì trung hữu cao, thấy trung hữu thấp, trung hữu đồng loại thì thấy với nhau. Và ai muốn thấy trung hữu thì loại trừ chín cái chướng ngại. Còn những người sinh ra mang cái phước thiên nhãn từ đời trước đến đời này, người đó hoàn toàn không thể thấy trung hữu. Đó là những vấn đề chúng ta cần ghi nhớ trong phần này. Được chưa? Rồi.
Tiếp tục, chúng ta tìm hiểu đặc trưng thứ hai của trung hữu, đó là cái tốc độ di chuyển. Chúng ta hiểu rằng á, ở trong tất cả các cái loại thần thông thì thần thông của nghiệp là thần thông nhanh nhất. Thần thông của nghiệp là thần thông nhanh nhất. Thần thông là cái gì? Là có thể lướt trên hư không, đi lại một cách tự tại. Đây là biểu hiện của thần thông. Nhưng mà trong đó thần thông của nghiệp là thần thông nhanh nhất. Chẳng hạn như giờ chúng ta nhớ nhà mình, chúng ta nhớ quê mình, chúng ta nhớ một cái chuyện nào đó xảy ra cách đây mấy chục năm, thì cái loại thần thông này á là nó hiện ra nhanh nhất. Rồi mình sẽ đến ngay chỗ đó nhanh nhất, mình cảm nhận, tiếp nhận ngay chỗ đó nhanh nhất. Đây gọi là thần thông của nghiệp. Vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng á, là ở trong bài kệ có nói rằng gì là nghiệp thông nhanh đấy. Cái chữ trước nó có chữ là nghiệp thông nhanh đấy, là giải thích cái chữ là thần thông của cái sức di chuyển của trung hữu đó. Và chúng ta hiểu rằng á, là khi trung hữu nó di chuyển thì không có bất cứ một năng lực nào có thể ngăn cản được nó. Chẳng hạn như chỗ mà nó tái sanh là nó nhìn thấy ngay lập tức, mặc dầu cái chỗ đó ở xa ở đâu đi nữa, trong tam thiên đại thiên thế giới, chỗ đó ở đâu đi nữa, mặc kệ. Nếu như xét về mặt không gian thời gian, người ta có thể di chuyển bằng bao nhiêu triệu năm ánh sáng đi nữa, nhưng mà nó tái sanh chỗ đó là nó đến thẳng liền. Đó là một cái tốc độ di chuyển siêu cực của trung hữu. Cho nên mới nói tốc độ nó là tốc độ di chuyển nhanh nhất, mà chúng ta dùng một cái chữ là thần thông của nghiệp. Nghiệp trung hữu nó di chuyển như vậy đó. Trong luận này nói rằng Thế Tôn dùng thần lực của Phật cũng không thể nào mà ngăn cản được cái sự di chuyển của nó. Tiếp theo, đặc trưng thứ ba đó là năm căn đầy đủ. Con người mình là có mấy căn? Có 8 căn phải không? 8 căn tính theo duy thức. Thì có những căn nó gọi là phù trần căn và thánh nghĩa căn. Thì mắt tai mũi lưỡi thân là phù trần căn. Còn cái căn thứ 6 là gì? Đấy, ý căn, chứ không phải dùng ý được. Ý căn tức là căn của ý. Đúng không? Ý căn. Ý thức ấy, ý thức phải không? Là một cái dạng là một cái căn. Rồi thứ 7 là gì? Mạt na là một căn. Thứ 8 là alaya là một căn. Căn là cơ quan, là cửa ngõ, là nơi chốn, vậy thôi. Như vậy thì ở đây á, nói tới năm căn đây là chúng ta chỉ cho phù trần căn, tức là trung hữu nào nó hiện ra cũng đầy đủ là phù trần căn. Cho nên loài nào cũng có năm căn. Đặt một câu hỏi, nếu như một trung hữu này đọa làm một con cá ở chỗ không có ánh sáng, tất nhiên không có con mắt, như vậy trung hữu của nó có năm căn, tại sao vô trong đó nó còn có 4 căn? Hoặc là trung hữu của một chư thiên ở cõi vô sắc thì sao? Trung hữu chư thiên một vô sắc, mà đã vô sắc thì không có hình sắc, không có hình sắc thì có con mắt có làm gì đâu? Tại con mắt đã nhìn thấy màu sắc thôi, mà trong môi trường không có màu sắc thì đâu cần dùng con mắt, cho nên con mắt chỗ đó sẽ không có. Như vậy thì một trung hữu không có con mắt, trung hữu lúc đó là 4 căn hay là 5 căn? Dạ thì nhưng trên lý thuyết rõ ràng là gì? Là tất cả trung hữu đều có 5 căn. Vấn đề là chúng ta tạm ghi nhận như vậy, đợi lát nữa chúng ta sẽ học, hoặc là sau nữa chúng ta sẽ học để thấy được là nó sẽ có một căn bị mất, bởi vì nó lệ thuộc vào cái y của nó. Cái y của nó nghe. Rồi, đặc trưng số 4 được nhắc đến ở đây, đó là đặc trưng không bị đối ngại. Không bị đối ngại, tức là không có bất cứ cái gì gây chướng ngại cho nó được. Mặc dầu là tường vách, mặc dầu là hòn núi, mặc dầu là một cái chất cứng như là kim cương, thì cũng không thể nào ngăn cản được cái sự di chuyển của trung hữu. Cho nên gọi là không bị chướng ngại. Thành ra ngày xưa
Mà chúng ta thấy chư tổ có nói này, người ta nói rằng chế một khối sắt nóng đỏ thì thấy các vi trùng sinh sản trong đó. Khủng khiếp quá. Các vị thấy khủng khiếp như thế nào? Khủng khiếp trí tuệ của Bậc Thánh. Cách đây mấy ngàn năm mà mấy ngàn có thể nhìn thấy cảnh giới này. Trong khi khoa học ngày hôm nay nó mới nói rằng là ở giữa một phiến đá có những con vi khuẩn đang tồn tại. Mà ngày xưa mấy ngàn năm, lúc đó kính hiển vi chưa ra đời, thế giới tìm hiểu những cái thế giới siêu cực chưa ra đời. Vậy mà các ngài nói rằng là gì? Là có thể chế một cái khối sắt nóng có thể thấy những con vi trùng ở trong đó. Thành ra cho rằng là 100 độ mà có những con vi trùng là chết hết, không đúng nữa. Cho nên chúng ta nhất định là không có được, là cứ nói này, cái gì là không phải khoa học là sai. Thì Phật giáo là khoa học, và siêu việt cả khoa học, dẫn đường cho khoa học. Đừng có đem cái cách mà cái kết quả khoa học ra mà phán biện như Phật giáo, rồi coi như cho rằng nó không đúng với khoa học, tức là bài xích bác bỏ, cái đó là thiển cận. Chúng ta thấy dễ sợ không? Cái sự tuyên bố này là chúng ta liên tưởng cả một khối trí tuệ. Tại sao các ngài có thể tuyên bố như vậy? Và vấn đề được nhận thức như thế nào? Thì vấn đề này chúng ta chưa bàn xa, nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở trong tất cả mọi cảnh giới, khi duyên nó hội đủ thì chúng hữu tình xuất hiện trong đó. Như vậy thì ở đây tất cả mọi cái hiện tượng tồn tại không có năng lực gây trở ngại cho quá trình tái sanh của trung hữu. Nó đi là nó đi thôi, chứ không thể nào ngăn cản nó được. Mà chúng ta biết là chỉ có hai chỗ mà cản nó được, giữ nó được, đó là cái chỗ mà nó tái sanh. Hay là gì? Kết sinh là đúng hơn là tái sanh. Tái tức là trở lại, tái sanh trở lại. Còn kết sinh tức là chính mà sinh. À, cái trạng thái kết sinh nó hay hơn là tái sinh. Kết sinh tức là do nghiệp nó kết đấy. Chẳng hạn như là tinh cha huyết mẹ kết lại, lúc đó nó có một cái trung hữu nó gá lên, lúc đó là cái lúc mà nó kết sinh. Còn nếu như mà tinh cha huyết mẹ kết lại, nhưng mà trong cái thời gian nó không đủ cái môi trường mà kết lâu, mà chưa có trung hữu xuất hiện, thì lúc đó không thể gọi là kết sinh. Hay là trước đó cũng không thể gọi là kết sinh, nhưng mà ngay trong thời điểm là cả ba phải hòa hợp, thì lúc đó nó mới sinh ra hiện tượng là kết sinh. Như vậy thì kết sinh ấy là trung hữu nó mất rồi, mà nó tiếp theo đời sống sau là sinh hữu, tức là một cái đầu thai rồi, bắt đầu từ đó. À, tính thời gian, cái mốc nó là phải tính từ đó. À, như vậy thì mình nói tới cái nói tới cái gì ha? Nói tới cái trứng gà đi. Hả? Nói như thế nào? Hay là nói tới một cái em bé mà sinh ở trong ống nghiệm thì như thế nào? Nó có hai cái tế bào, một nam một nữ, và nó hình thành trạng thái kết sinh, đúng không? Nó tạo đủ cái duyên để trung hữu nó kết sinh trên đó, nó vẫn là cha mẹ. Thành ra lý luận trên đó nó mới thấu hiểu được cảnh giới của trung hữu, chứ không thể nói là trung hữu là không có cha cái mẹ, sao không có cha mẹ làm sao mà có hai cái tế bào được? Thậm chí lấy một cái thân mình ra rồi nhân nó lên, phân bào lên, nó thành hai tế bào, nó vẫn là tế bào cha, vẫn là tế bào mẹ. À, lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cảnh giới này sâu hơn. À, có những trường hợp nghe là trung hữu năm giác quan, tức là nam nữ rõ ràng rồi, hiểu không? Nhưng mà khi vô trong bụng mẹ, nhiều khi một thời gian á, nó phát triển lên thành phi nam phi nữ, nó kỳ lạ như vậy đó. Nó tùy theo cái nghiệp của nó mà nó y trên đó, nó dẫn sinh, cũng có khi là cái nghiệp của cha mẹ mà nó phải thích ứng theo đó nữa, rất là phức tạp. Trường hợp này nghiên cứu rất là vi tế và phức tạp, chúng ta không đi sâu tới đó nha. Chúng ta chỉ ghi nhớ rằng là nó di chuyển không có gì gây chướng ngại được. Một khi nó di chuyển thì không có gì chướng ngại cho nó, cho nên chúng ta dùng chữ là không bị đối ngại. À, được chưa? Rồi, nói tới trường hợp thứ năm, đặc trưng thứ năm, đó là đặc trưng không dịch chuyển. Đặc trưng này chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như một trung hữu xuất hiện và
nó đến cái chỗ nó tái sanh thì không có bất cứ một cái năng lực nào làm cho nó đổi hướng. Hay nói cách khác, khi một trung hữu con người đã xuất hiện thì nó sẽ chắc chắn đầu thai làm con người, không có năng lực nào làm cho cái trung hữu con người đó biến thành một cái trung hữu chư thiên, để không tái sinh làm người mà tái sinh làm chư thiên. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi như thế thì ở đây nói như vậy nghe, nguyên lý như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu thế nào? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy, việc cầu siêu 49 ngày có tác dụng gì? Đó, tại sao? Bởi vì nhưng mà có người nói rằng là cầu cái người ở trong cái cảnh giới đấy 49 ngày cũng có thể là giải thoát. Vấn đề này chúng ta hiểu như thế nào? Đây rõ ràng ở đây lý luận như vậy. Cho nên thưa vị, cái học là một chuyện, ở đây trường hợp là quan điểm này là của Ngài Thế Thân, của Ngài Thế Thân. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra hàng loạt những cái lý luận khác để chúng ta suy tư duy. Ở đây riêng bản thân của thầy, thực sự thầy không chấp nhận điều này. Tại sao? Bởi vì vạn pháp duyên sinh, mà cái duyên nó khác đi, làm sao mà nó không thay đổi được? Nếu như có duyên khác thì nó phải thay đổi chứ. Cho nên trong một cái trường phái khác, đó là trường phái của Thí Dụ Bộ, trong 20 bộ phái, thì trong này các ngài nói rằng trung hữu có thể chuyển đổi, có thể thay đổi, vì tất cả loại đều có thể thay đổi. Đó là một lý lẽ thôi. Vì tất cả mọi hiện tượng đều có thể thay đổi, cho nên trung hữu cũng phải thay đổi. Và khẳng định rằng nghiệp vô gián kia mà còn có thể thay đổi thì huống gì là nghiệp của trung hữu. Nếu như nghiệp vô gián không thay đổi thì tại sao trung hữu tình ở trong địa ngục vô gián lâu ngày sẽ hết cái nghiệp vô gián? Phải không? Cho nên nếu như không hết gì, không lý nào có một chúng sanh đọa trong địa ngục vô gián thì vĩnh viễn không trở lại làm người được sao? Mà nếu như không trở lại làm người được thì rõ ràng nó phi với giáo nghĩa Đức Thế Tôn đã thọ ký cho Đà Bà Đạt Đá. Đó là gì? Đó là trả hết cái tội ác mà gây hại cho Phật và Tăng Đoàn thì Đà Bà Đạt Đá vẫn ra và vẫn tu hành. Cho nên rõ ràng cái nghiệp nặng như là một chúng sinh ở trong địa ngục vô gián mà còn có sự thay đổi thì cái nghiệp trung hữu tại sao lại nói là không thay đổi? Cho nên chúng ta thấy một cái vấn đề học nó quan trọng. Cho nên ta nói phải học và phải có người phân tích, phải có người chỉ dẫn. Còn nếu không, chúng ta đọc tới đây là chúng ta gật đầu liền, tại chúng ta không dám đụng tới câu sai luận. Chúng ta không có tư duy gì khác ngoài mấy cái chữ. Nó dở sợ như vậy đó. Rồi trong đầu chúng ta là mét miếu lung tung hết à. Các chỗ này các vị chấp nhận được không? Đó. Rồi đỡ phần sau nữa chúng ta sẽ thấy rõ là vấn đề này được lặp lại để xác chứng một lần nữa cho chúng ta. Trường hợp thứ 6, đặc trưng thứ 6 là thực phẩm của trung hữu. Kinh điển nói rằng trung hữu nương theo làn gió mà ăn uống. Làn gió mà ăn uống là cái gió thổi nó ăn hay sao? Không phải, nó ăn vì mùi hương, nương theo làn gió, tức là nương theo cái hương mà gió đưa đến đưa đi. Cho nên nó được gọi là hương thực ấm. Hay là gì? Hay là một chúng hữu tình ăn mùi hương. Ăn mùi hương. Ở trong đây ghi rất rõ. Đó là gì? Đó là nó cũng ăn bình đoàn thực, nhưng mà nó chỉ ăn mùi hương thôi. Nếu như các vị để ý một chút, những cái đồ cúng ở trên bàn linh, cúng xong rồi, nó khác hoàn toàn với cái đồ mà các vị không cúng đỡ nguội. Cái điều này, nếu như một người nào đó mà họ chết và linh hiến á, hay là cái đàn tràng á, thì các vị cứ nhìn đi. Hồi nào mình thử chiêm nghiệm xem, tức là mình lấy một ít thực phẩm, một tô cháo, mình cúng cho cô hồn. Với một tô cháo mình chưa có cúng, tức là một nồi cháo múc ra, một tô đỡ trong nhà, một tô á là đem ra cúng, thì chúng ta ăn, chúng ta sẽ thấy cái tô cúng nó lạc hơn, cái vị nó lạc hơn. Tinh tế một chút chúng ta thấy như vậy đó. Rõ ràng là nó có nương theo làn gió mà ăn uống, ăn cái gì, ăn cái gì, cái đoàn thực vi tế, đó chính là mùi hương. Mà cái vật đó mà mất cái mùi hương rồi, nó vét hết cái hương rồi, thì còn cái xác nó nhạt nhẽo. Hiểu chưa hả?
À, cho nên tại sao là chỉ có cúng cho ông bà mình thì mình ăn, còn cúng cô hồn mình đừng ăn. À, tại sao bởi vì mình ăn cho nó cũng không bố gì như lắm đâu, nhưng mà Tây Tạng thì người ta nghĩ khác, người ta nghĩ rằng là các ngài đọc cái câu chú hộ pháp ở trong một món đồ nào đó thì mình ăn nó cũng có cái phước. À, nhưng vấn đề này thầy thầy suy nghĩ nhiều thứ chưa có thông suốt, thành ra không có dám thuyết minh cho các vị. Nhưng ở đây thầy chỉ nói rằng là trung hữu nương theo cái mùi đó nó ăn nha, cho nên nó có tên gọi khác gọi là kiền đạt phước, tức là một loại hữu tình ăn mùi hương. À, và chúng ta thấy rằng là cái kiền đạt phước nào hay là cái trung hữu nào mà nó kém phước hơn thì nó ăn cái mùi hôi, còn cái kiền đạt phước nào mà có phước nhiều hơn thì nó ăn cái mùi thơm hơn. Cho nên cam lộ chư thiên rất là thơm, thành ra thiên chúng, trung hữu thiên chúng đi tìm cam lộ chư thiên mà tái sanh, đến đó ăn gần gũi chỗ đó mà tái sanh. Còn còn cái thiên chúng ở những cái loại hữu tình mà nó thiếu phước thì nó ăn bằng một cái mồ hôi, cho nên cái chất nào nó hôi tanh ấy thì lại tìm tới. Đó là cái điểm khác nhau giữa trung hữu phước nhiều và trung hữu phước ít. À, được chưa? Có gì không thông suốt không? Hôm nay nói quá rõ phải không? Từng bốn từng loại, tại vì đặc trưng là phải nhận thức rõ ràng và phân biệt chính xác. Cái này á, là sao? Bởi vì cái này cái một câu hỏi nó có lý. Tại sao? Bởi vì nói ông bà là cô hồn. Thực ra mà nói á, tùy theo cái tâm cúng mà có sự triệu thỉnh. Ví dụ như mình không có tâm thí cho cô hồn không thể nhận được. Ở trong bài kinh bên ngoài bức tường được ghi lại ở trong kinh Tiểu Bộ Nguyên Thủy á, thì Thế Tôn nói như thế này: ta thấy có những bà con thân thích nhiều đời của các ngươi, họ đối khác ở trong các cõi, họ ôm bát, họ ôm nồi niêu xoong cháo, họ đứng họ xin trông đợi trước cửa. Cho nên khi có những cái bữa tiệc tùng, các ngươi nên tưởng nhớ tới họ, nên thí tới họ. Bài kinh đó là Đức Phật nói rõ, rất đơn giản như vậy. Thành ra không thí cho họ, họ không thể nhận được. Cho nên tâm của mình á, là chỉ cúng cho ông bà, cho cái người đó, thì người đó họ sẽ nhận. Còn nếu như mình không có cúng thì làm sao họ nhận? Tức là mình không thí, họ không có quyền đâu. Thành ra không có nghĩa rằng là cứ bày lên đó là cô hồn cứ nhào vô mình ai nấy giành. Chúng ta không hiểu như vậy được. Nếu được chưa? Rồi. Có nhiều khi mình cúng ông bà tên đó, họ đó mà người đó không có mặt, họ không nhận được. Thì cái ý nghĩa cúng đó chỉ thành tựu đạt sống trong tâm của mình, tức là bố thí hay là tri ân người người quá quá cố. Và lúc đó chúng ta nhờ cái công đức tri ân đó mà chúng ta thành tựu. Tại vì Phật nói hai hạng người khó gặp đó là gì? Đó là nhớ ơn và báo ơn. Thì cái nghĩa cúng kia là mình nhớ ơn ông bà tổ tiên, và ở trong văn minh nông nghiệp lúa nước thì đó là một cái bữa tiệc của đại gia đình. Nếu như mà không có cái bữa đó, người ta cứ cặm cụi làm ăn và quên cả tổ tiên. Thành ra đó là sinh hoạt văn hóa, tất nhiên nó cũng có những cái yếu tố tâm linh. Thì ở đây trở lại vấn đề, chúng ta hiểu rằng nó ăn mùi hương, và trung hữu phước nhiều thì ăn cái hương thơm, hay xin là phổ phu trung hữu mà phước ít thì ăn cái mùi hôi, được chưa hả? À, cho nên đó là chúng ta nhớ ăn cái mùi hương là thơm nha, ra ăn mùi thơm. Cho nên cơm nó thơm này, ba chén cơm thơm mình ăn cũng được, chứ mà mình ăn những cái thịt cá đó, cái mùi đó thực ra nó không có thơm bằng đâu, tại vì nó thô hơn, nó trược hơn. Cho nên mình tập ở trong cái thức canh của mình tiếp xúc ở trong những cái hương vị thanh cao, chẳng hạn như lỗ tai mình nghe những âm thanh thanh cao, đầu mình suy nghĩ những chuyện thanh cao, mắt mình nhìn thấy cái thanh cao nhất là gì? Là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật. Đó. Rồi mũi mình đó là ngửi mùi nhang, cho nên mình chết ai thắp nhang mình hiện ra. Chẳng hạn như vậy, thì là mùi nhang, chẳng hạn như vậy không? Đó. Tức là mình thanh cao, tại vì mình thanh bằng thanh cao nó tạo ra cái sự thanh thoát của sáu thức. Cho nên đó là chúng ta dẫn tâm mình đi vào trong cảnh giới thanh tịnh, thanh tịnh. Rồi tiếp tục nói tới thọ lượng. Thọ lượng hay nói là gì, là cái gì,
là cái độ dài ngắn của thời gian tồn tại mà chúng ta gọi là tuổi thọ, hay là cái thời lượng tồn tại của thân mạng chúng ta gọi là thọ lượng. Chúng ta nên nhớ một điều là trung hữu nó không có tứ hữu. Tại sao? Bởi vì nó không phải là một sinh hữu, đã có sinh hữu thì phải có tứ hữu. Còn trung hữu nó là trung gian giữa hai sinh hữu, chứ không phải là nó không có tứ hữu. Ha, nhớ như vậy nha. Ha. Tại vì nó cái hình trong suốt mà. Mặc dầu hình hài của nó có đủ năm căn nhưng nó không có rã ra. Nó không có rã ra. Nó chỉ là gá vào một cái vật chất nào khác, rồi sau đó cái vật chất đó bị rã. Cho nên nó không có rã. Nhớ như vậy, chứ không phải là nó đổi, nó biến thôi nhưng nó không có rã. Cũng giống như là cái hình ở trong cái ánh đèn thì dương khởi khác đi thì nó biến cái màu khác đi vậy thôi. Cái màu sắc nó không có tương tác lẫn nhau. Nếu được chưa? À. Rồi. Tiếp theo chúng ta thấy nói về thọ lượng của trung hữu thì sao? Đó là ở trong đây á, cái chỗ này tới nhị quá cho nên các ngài chia làm nhiều trường phái. Mà cái trường phái đầu tiên chúng ta tiếp xúc đó là trường phái của ngài Pháp Cứu. Mà ở đây dùng chữ là Đại Đức là một cái tên riêng của ngài Pháp Cứu. À, hay là Đại Đức Pháp Cứu. Không phải là Đại Đức là ông Đại Đức đâu. Mà là gì? Là một vị có cái đức hạnh lớn. Ta có cái biệt danh là Đại Đức. Thì ngài cho rằng á là không nhất định trung hữu tồn tại cho đến khi đầy đủ điều kiện để tái sanh. À, tuổi thọ của nó không phải là dẫn nghiệp riêng biệt vì chúng đồng phận của nó. Nếu không như vậy thì tuổi thọ của nó dứt hết đáng lẽ phải có tứ hữu. Vấn đề này chúng ta hiểu như thế nào? Tức là có ai đó nói rằng trung hữu tồn tại trong 49 ngày thì điều đó không đúng theo ngài Pháp Cứu. Bởi vì không nhất định nó phải tồn tại trong 49 ngày, mà hễ cái nghiệp tái sanh của nó xuất hiện lúc nào thì nó mất lúc đó để nó nhận một sinh hữu tái sanh. Chẳng hạn như thường nó tồn tại trong 49 ngày nhưng mà 7 ngày đầu nó gặp cái duyên tái sanh rồi, hay là cái duyên tái sanh được hình thành đầy đủ rồi, và cái duyên tái sanh đó bao giờ hình thành không ai hứa hẹn được, không ai dám chắc được. Tại vì á, thế giới bất khả tư nghị, nghiệp lực chúng sanh bất khả tư nghị. Thành ra làm sao mà có thể này xác định tới ngày đó giờ đó được. Cho nên trung hữu nó không biết là lúc nào nó chết. À, xin lỗi, nó không chết, chúng ta là không biết lúc nào nó nhận lấy một cái sinh hữu kiếp sau, không biết. Thành ra nó không có xác định được cái thời lượng, nếu được chưa? À, nó chỉ có một đặc điểm là ví dụ như thân của người chúng ta làm thiện, suốt ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương, việc làm nào cũng hồi hướng sanh Tây Phương tịnh độ, thì chúng ta tạo một cái nghiệp bán hữu khi còn sống. Và cái bán hữu khi còn sống này, khi mà nó thân hoại mạng chung, thì cái năng lực dẫn sinh ở một cái kiếp khác của trung hữu nó giống y như là cái người còn sống. Hiểu được không? Tại vì sao? Vì hàng ngày mình nghĩ như vậy, mình nghĩ như vậy. Giống như cái cây nó nghiêng về hướng đây, thì nó nghiêng về hướng đây, là nó có chiều hướng ngã về hướng đây. Thì khi thân hoại mạng chung xong thì nó vẫn tiếp tục ngã tới, chứ nó không có chuyện ngã ngược lại được. Hiểu không hề? Tại sao? Vì nó như vậy đó, nó ngã như vậy đó. Được chưa? Tại như vậy thì đây nói là gì? Là bán hữu của và trung hữu nó có chung một cái dẫn nghiệp. Cái dẫn nghiệp là gì? Tức là cái sức dẫn của nghiệp. Sức dẫn của nghiệp đó là do quá trình chúng ta tập hàng ngày, chúng ta tạo ra hàng ngày bởi miệng và lời nói. Miệng và gì? Và hành động. À. Còn cái ý ấy, nó mong lung, chưa biến thành nghiệp đâu. Nghiệp của ý có nhưng mà nó chưa có hình thành. Nó khi nào nói ra, khi nào làm thì bây giờ nó định hình được cái nghiệp. Còn nó mới nghĩ ra thì chưa. Tất nhiên nó có chi phối nghiệp trước nghiệp sau ở trong ý nghĩ, nhưng mà nó chưa hiện ra ngoài, cho nên chưa định hình được. Đây là những điều vi tế nghe. Chẳng hạn như một người, tôi giết anh, tôi ghét anh, tôi giết, thấy mà tôi muốn giết. Anh nghĩ đến đầu thôi, nhưng mà miệng chưa nói ra và chưa hành động, thì lúc đó chưa nói rằng người đó mang cái nghiệp sát sanh hay là phạm giới sát sanh, chỉ nói rằng là cái tâm người đó chưa thanh tịnh, chỉ vậy thôi. Thì khi nào họ nói ra thì lúc đó họ mang cái khẩu nghiệp.
là ác. Và khi họ hành động mà cái nghiệp đó hình thành xong, tức là người kia phải chết thật sự, chứ chưa chết thì cũng chưa thành nghiệp, hiểu không này? À, như vậy thì cái nghiệp nó phải trở thành một kết quả rõ ràng. À, như vậy thì ở đây á, cái nghiệp mà dẫn sinh nó có chung một cái năng lực dẫn đi. Như vậy thì ở đây đặt một trường hợp, ví dụ như có một cái đống thịt to như núi Tu Di, khi nó sinh lên thì lúc bây giờ trong đó có vô số những con vi trùng, những con dồi nó bò lúc nhúc. Như vậy thì những cái sinh hữu, cái trung hữu ở đâu mà chạy về đấy, đầu thai một lúc. À, chúng ta giải thích vấn đề này như thế nào thì chúng ta sẽ giải thích như thế này, tức là có rất nhiều chúng sanh ở các cái quốc độ khác nó thích ăn cái mùi thối của một loại thịt ương, trung hữu mà, trung hữu, cho nên nó sẽ tìm tới cái chỗ mà có thịt ương trình lên. Tại vì cái nghiệp dẫn sinh của nó rất là hấp dẫn, tại vì hàng ngày nó ăn như vậy, thành ra khi mạng nó vừa hoại thì lúc bây giờ trung hữu xuất hiện, trung hữu xuất hiện thì cái nghiệp mà cái nghiệp ái cái mùi đó là nó sẽ tìm kiếm ở trong ba cõi, chỗ nào có cái duyên đúng nó là nó hiện ra ngay. Cho nên có rất nhiều những chúng sanh ở các loại khác nhau mà có chung một nghiệp đồng xuất hiện ở trong đống thịt to như núi Tu Di, cho nên lúc đó các con vi khuẩn á, lập tức xuất hiện. Thứ hai, có những con vi khuẩn ở ngay trong cái đống thịt lúc nó còn sống, lúc con vật nó còn sống, nó đã tồn tại. Ví dụ con người chúng ta có một số con vi khuẩn ở trong này và nó hàng ngày nó thích ăn những cái món ở trong thân chúng ta, thì ngay lúc đó mình vừa chết thì những cái con vi khuẩn đó nó cũng tự chết. Tại vì nhưng mà nó vừa chết thì nó nhận lấy một cái trung hữu khác và lập tức nó tái sanh trở thành gì? Là hiện tượng là thấp sanh ngay trong cái thân chúng ta và biến thành những con dồi. Hình dung được không? Hả? Đó là cái cấu trúc mà đưa giải thích tại sao ví dụ như đồng một cái có rất nhiều con dồi sinh ra. Trong thân chúng ta có những con nó hại mình chứ, có những con nó chuyên là sinh ra để nó ăn nó hại mình, cũng có những con chống lại. Những con chống lại thì có thể nó sinh thiên rồi, chẳng hạn như là phước ở trên thiên, nên tại chống chọi cho mình dỡ thở đó mình tu chẳng hạn vậy, thì con đó nó cũng được hương phước theo á. Còn cho cái con mà hại mình á thì coi như là nó chuyên thích món đó rồi, bây giờ mình chết là đúng nó rồi, đúng môi trường thuận lợi rồi. Chẳng hạn như một người ung thư, bây giờ nó thích ăn những cái món đó, mà bây giờ cái người đó mất đi thì cái tế bào ung thư nó lập tức nó tràn nhanh ra, thì lúc đó là những con vi khuẩn ngay trong đó nó chết đi ở trong thân còn sống và nó lấy một cái trung hữu, nhanh lập tức nó đầu thai trở lại thành một con dồi liền, hiện ra thành một con dồi liền. Cho nên ở trong đây giải thích là gì? Là đồng, tức là gì? Là đốn tử đốn sinh. Đốn tử đốn sinh tức là lập tức chết và lập tức tái sinh, tức thời chết, tức thời tái sinh, đồng loạt chết, đồng loạt tái sinh, không đợi đủ duyên. Đó là trường hợp giải thích về cái hiện tượng chẳng hạn như là gì? Như là một cái đống thịt, phải không? Trường hợp tiếp theo nữa thưa quý vị, đó là trường hợp giải thích về gì? Giải thích về những cái trường hợp mà chẳng hạn như á, là để chứng minh một điều rằng khi mà cái duyên nó chưa đủ, nó không thể tái sinh được. Chẳng hạn như bây giờ chú Thiện Hiếu làm một cái phước nào đó mà cái phước đó có thể trở thành chuyển luân thánh dương, ví dụ vậy, không sướng đâu. Tại vì sao? Vì chúng ta biết cái điều kiện mà chuyển luân thánh vương ra đời đó là gì? Là lúc đó tuổi thọ người ta là 8 vạn tuổi và người ta là toàn bộ mọi người là làm việc chánh pháp, có người được cực phước. Cho nên lúc bây giờ một cái trung hữu to cao 32 tấn tốt như là một anh chàng thanh niên xuất hiện, nhưng mà anh không có chỗ anh tái sinh, mà anh cứ chết đây, chết sinh mãi cho tới khi nào mà con người tới đủ 8 dạng 4.000 tuổi, lúc đó cái cảnh duyên nó đầy đủ đỡ cho cái anh chuyển luân thanh dương này ra đời, thì lúc đó anh mới được ra đời, hiểu chưa hả?
Cho nên vấn đề này là vấn đề chúng ta phải hiểu rằng là không phải nói rằng là 49 ngày đâu nha. Thành ra có những cái loại oan hồn mà nó chấp ấy, nó sống lâu dễ sợ lắm. Nó tồn tại ở trong một cái cảnh giới, nhưng mà đi đi qua cái oan hồn là qua trạng thái của ma, của ngạ quỷ rồi. Còn cái trạng thái trung hữu ấy, là nó cứ chết đời sinh kia, chết đời sinh kia. Tới khi nào nó ra một cảnh giới mới thôi. Như vậy có khi chết 7 ngày chết, 7 ngày chết, 7 ngày chết. Chết hoài chứ không phải 49 ngày đâu. Nếu mình chưa hẳn. Cho nên là chỉ có Niết Bàn á, mới hạnh phúc nha. Chứ không phải nói là chứng lên Thánh Dương hay ho đâu nha. Nhưng mà làm trung hữu chết hoài mệt lắm. Năm cúng nào mình cũng tôi giữ hết thì chết hay ho gì cả. Thành ra nghe nói chứng lên Thánh Dương là vui quá. Nhưng mà về mặt chân lý là chúng ta thấy là cũng chẳng có gì hay ho. Chỉ có Niết Bàn mới là thực sự hay ho. Rồi, tiếp theo nữa, chúng ta đặt một trường hợp nữa đó là gì? Ở trong trường phái của Ngài Thớ Hữu thì Ngài cho rằng á là có những cái trung hữu á, chưa đủ cái duyên tái sanh thì cứ chết đây rồi sinh, chết rồi sinh. Tức là nó thay liên tục, cứ 7 ngày nó thay, 7 ngày thay, tuổi thọ nó là 7 ngày, 7 ngày thay, 7 ngày thay. Cứ liên tục như vậy tới khi nào duyên tái sanh đủ xuất hiện thì lúc đó nó mới ngừng. Ha. Rồi, trường hợp nữa đối với trường phái của các luận sư khác ở trong đây thì nói rằng là đa số, chúng ta phải hiểu rằng đa số những vị luận sư họ chấp nhận là 49 ngày. Bởi vì sao? Bởi vì cái trường hợp đó là trường hợp phổ biến, trường hợp số nhiều, chung chung là như vậy. Nhưng có những trường hợp đặc biệt, đọa địa ngục liền lập tức chẳng hạn. Rồi, trường hợp của các luận sư Tùy Bà Sa thì các ngài nói rằng trung hữu tồn tại trong một thời gian ngắn vì nó mong cầu tái sanh, cho nên nó không tồn tại dài mà nhanh chóng đi đến cái chỗ kết sinh. Trong trường hợp này thì trung hữu nó có những cái vấn đề phức tạp xảy ra, chẳng hạn như là trung hữu nó tái sinh làm một cái con ngựa, chẳng hạn như là một trung hữu ăn rồi cứ nhảy hoài như con ngựa không chịu tu, thì lúc đó là thân hoại mạng chung hình thành trung hữu của một con ngựa. Nhưng mà cái con ngựa đó lúc đó cái mùa đó nó không phải cái mùa động đực thì làm sao hả? Cho nên lúc đó nó sẽ xuất hiện một trường hợp, đó là gì? Đó là con ngựa nó sẽ có trường hợp là động đực trái mùa, có chuyện như vậy đó. Tự nhiên con ngựa nó đồi, tại vì cái trung hữu đó nó tác động vào cái con ngựa mẹ, và con ngựa mẹ là tự nhiên đồi con ngựa được để cho nó tái sinh, và con ngựa kia không còn tự chủ được. Và đỡ điều này có thể lý giải được một điều là nhiều khi cái trung hữu đó nó nhất định là phải theo người mẹ, không theo người cha, thì cái người mẹ cho dầu là trung trinh tiết liệt như thế nào trong cuộc sống, tự nhiên người đó họ cũng cảm cái dục ở từ một chỗ nào đó, rồi họ đi kiếm cái người đàn ông đó để cho nó tạo cái duyên nó tái sinh. Dễ sợ như vậy. Thành ra có nhiều người nữ mà tự nhiên nó cái duyên kết làm sao biết, tự nhiên cái họ gọi là họ bị mang thai ngoài ý muốn đấy. Như trường hợp như vậy đó. Và phá không được đó nghe. Chứ không phải giỡn đâu. Có một trường hợp là thấy có cái ông kia lộn, bà mẹ phá tới mức mà bị tật nguyền tay chân luôn mà không, cái thai không xảy ra. Tại trung hữu đó nó ra đời như vậy đó. Tự nhiên nó khiến cho người mẹ như vậy. Thành ra là những vấn đề người ta hành động ở trong một cái vô thức, trong trạng thái này nó kích động làm sao đó mà họ không còn là họ nữa. Đây là những trường hợp rất là siêu việt, khó hiểu lắm. Cho nên rồi, ở trong trường hợp mà chúng ta cố gắng học chút nữa, ở trong trường hợp là gì? Chẳng hạn như là có trung hữu mà sinh làm con bò, trung hữu sinh làm con chó, trung hữu sinh làm con ngựa, trung hữu sinh làm con gấu thì sao? Thì chúng ta hiểu rằng á là con bò nó động được vào mùa hạ, còn con chó thì động được vào mùa thu, còn con gấu thì động được vào mùa đông, và con ngựa thì động được vào mùa xuân. Nhưng mà bây giờ cái trung hữu đó lẽ ra nó đi vô đấy mà nó không đi được thì sao? Thì lúc bây giờ nó sẽ đầu thai vào những cái con tương tự như vậy, chẳng hạn như cũng là con bò nhưng mà lúc đó con bò rừng, cũng là con chó mà chó sói, cũng con gấu nhưng mà con gấu lông vàng,
Và con lừa thì bây giờ lúc giờ nó đầu thai làm để ra con ngựa, nhưng mà bị đầu thai làm con lừa. Bởi vì sao? Bởi vì bốn cái loài chẳng hạn như bò rừng này, chó sói này, gấu này, lừa này, những cái loài này nó động được không có theo mùa. Hiểu không? Tức là để ra đi vô đó nhưng mà không có môi trường thì nó kiếm những con tương tự. Tương tự. Điều này không có gì sai luật hết, sai kinh hết. Vấn đề này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đến công đức này đệ tử và chúng sanh đều trong thành Phật.